phát sinh nhiều bệnh khó lường nếu ăn trứng với những thứ này. Trứng là một loại thực phẩm khá an toàn và lành tính. Chúng phù hợp với mọi đối tượng ở những tình trạng sức khỏe khác nhau. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi chúng ta ăn trứng với liều lượng nhất định và không kết hợp bừa bãi. Thực tế, nếu chế biến hoặc ăn trứng kèm với những thực phẩm sau đây, bạn có thể lên đường bất cứ lúc nào. Trứng với óc lợn Món này được cho là đại bổ theo quan niệm dân gian vì chứa cả hai loại thực phẩm dồi dào dưỡng chất. Tuy nhiên, khoa học mới phát hiện ra rằng ăn hai thứ này cùng một lúc không hề bổ dưỡng như lời đồn mà còn độc hại hơn gấp nhiều lần so với các loại thực phẩm khác. Theo đó, kết hợp trứng với ốc lợn sẽ làm tăng cholesterol trong máu, dễ làm người ăn bị trứng cao huyết áp đột ngột dẫn đến tử vong. Điều này càng đặc biệt nguy hiểm với những người đang có nguy cơ béo phì và các chứng bệnh về tim mạch. Trứng với trà xanh Điều này chủ yếu diễn ra ở các khu vực nông thôn vì theo quan niệm dân gian, uống trà xanh sau khi ăn trứng sẽ át được mùi tanh nồng khó chịu. Tuy nhiên, những nhà chuyên môn lại công bố rõ ràng, việc kết hợp hai thực phẩm này là phản khoa học và dẫn đến các nguy cơ khó lường khác. Trong trà xanh có chứa axit natic, khi vào cơ thể, chất này sẽ kết hợp với protein trong trứng, tạo thành hợp chất protein axit natic, làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Đây là tiền căn của bệnh trĩ và táo bón, khiến các chất độc hại có thêm thời gian lưu trú trong cơ thể, phát sinh nhiều căn bệnh khó lường. Trứng với quả hồng một thói quen trái miệng khác cũng nguy hại không kém là ăn quả hồng ngay sau khi đã ăn trứng trước đó. Theo một báo cáo mới đây, ăn hồng ngay sau khi ăn trứng là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm dạ dày ruột cấp tính. Sau khi ăn 1 đến 2 giờ có thể dẫn tới nôn mửa, chóng mặt, khó thở và suy hô hấp. Nếu chẳng may gặp phải tình trạng này, bạn nên nhanh chóng uống ngay một cốc nước ép gừng tươi và nước ấm để giải độc nhé trứng với sữa. Khác với các hình thức trên, trứng thường được kết hợp với sữa như một loại thức uống tăng cường sinh lực. Nhiều người vẫn nghĩ cho lòng đỏ trứng gà vào uống chung với sữa đặc hoặc sữa tươi sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, cường tráng đến bất ngờ. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Các nhà dinh dưỡng đã khẳng định trong sữa có chứa một hàm lượng chất lactose. Lactose là một trong hai loại đường Galactose và glucose dimer trong trứng lại chứa rất nhiều protein giúp phân giải các axit amin. Nếu ăn hai loại thực phẩm này cùng với nhau thì cơ thể chúng ta rất khó hấp thụ chất lactose. Hơn nữa, các chất dinh dưỡng khác lại khó được tiêu hóa. Trứng với thịt rùa, điều tưởng chừng như hiếm gặp này cũng vẫn diễn ra thường xuyên ở Việt Nam đấy, đặc biệt là tại các quán nhậu trong một mâm nhậu đôi khi vô tình các chàng gọi món rùa om chuối trong thực đơn ngay sau đó một ai khác lại gọi thêm hột vịt lộn xào me thì quả là bi kịch việc ăn trứng cùng lúc với thịt rùa có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng đặc biệt những người có thể trạng yếu điều đó càng nguy hiểm bội phần đối với những người nhậu thì quá trình này diễn ra dễ dàng hơn khi người đã có men thuận lợi cho tác động của các chất hóa học mà dân gian quên gọi là trúng gió